Batiholic là đoàn trống truyền thống đến từ Nhật Bản với 6 thành viên. Được thành lập từ năm 2004 đến nay, Batiholic đã biểu diễn ở khắp nơi trên thế giới. Trong những ngày đầu năm 2015, Batiholic đã mang đến Việt Nam những giai điệu âm nhạc mạnh mẽ, hiện đại từ những nhạc cụ truyền thống. Xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi thưởng thức bữa tiệc âm nhạc mà Batiholic mang đến Việt Nam qua phóng sự sau. Batiholic được khán giả Việt Nam biết đến sau hai lần biểu diễn vào năm 2012 và 2014. Âm nhạc của các anh mang đến đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả Việt Nam. Bằng sự tài năng, thân thiện và gần gũi của các nghệ sĩ, sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa đã được xóa nhòa. Với sự hỗ trợ từ Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, một lần nữa Batiholic đến với khán giả Việt Nam. Chúng tôi muốn giới thiệu văn hóa của Nhật Bản, đặc biệt là ban nhạc Batiholic. Ban nhạc Batiholic sử dụng nhạc cụ truyền thống, truyền tải âm nhạc hiện đại đến khán giả. Nó mang hơi thở vừa truyền thống, vừa hiện đại, và chúng tôi muốn giới thiệu nét văn hóa đặc sắc này đến khán giả Việt Nam. Những tiếng trống dồn dập, mạnh mẽ mở màn cho một đêm diễn sôi động. Bằng sự kết hợp tài năng của người nghệ sĩ, nhạc cụ truyền thống đã truyền tải được hơi thở hiện đại. Sự uyển chuyển trong đánh trống taiko, sự biến tấu trong đánh đàn shamisen, thổi sáo shakuhachi tạo nên những cung bậc âm thanh trầm bổng, khiến những ai nghe cũng phải lắc lư theo điệu nhạc. Để tạo ra được sự kết hợp đặc biệt đó, người nghệ sĩ đã phải luyện tập, học hỏi từ nhiều vùng miền của xứ sở Phù Tang. Sự hưởng ứng đón nhận của khán giả là sức mạnh cổ vũ tinh thần cho các nghệ sĩ. So every time every time the people in Vietnam is a very kindness and very emotional. This is the three times. So we know many things about Vietnam. We can touch the Vietnam. We can touch the people in Vietnam. It's very easy. Mình thấy là quá sức và hoành tráng ấy, trống nó không phải là giặc cụ yêu thích, mà thấy các anh biểu diễn thấy là phải suy nghĩ lại, mình cảm thấy kiểu là phải rung theo từng nhịp trống của anh ấy. Mình muốn là tìm hiểu nhiều hơn về nền âm nhạc Nhật Bản cũng như là về cái nhạc cụ trống này. Âm nhạc là điều kỳ diệu của cuộc sống, âm nhạc biến chuyển mới và lạ theo cách sáng tạo của người nghệ sĩ. Nhờ vậy, âm nhạc đã phá vỡ mọi khoảng cách về văn hóa, ngôn ngữ và tuổi tác.